Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình cập nhật bạn về cái thời gian niêm yết của đồng Âu NX đã có một cái sự điều chỉnh để cho bạn nắm bắt được. Thì trước tiên thì các bạn cùng với mình là nhập cái mã bí mật của ngày hôm nay, mình sẽ nhận là 500 Âu NX. Thì để nhập cái mã bí mật ngày hôm nay, các bạn click vào cái mục là mật mã đây. Cái mã của ngày hôm nay thì các bạn nhập cho mình là 3158 3158. Các bạn chờ một chút. Các bạn nhập tiếp cho mình là 9274 9274, các bạn chờ một chút. Các bạn nhập tiếp cho mình là 681 681, các bạn chờ một chút. Đó, như vậy mình đã nhập thành công thì nhận là 500 ONX nhé. Còn bây giờ mình đọc cho bạn về cái thông báo mới nhất liên quan đến việc là thay đổi kế hoạch niêm yết đồng ONX ở trên Onnet. Đây là cái bài viết ấy, là thông báo mới nhất cách đây là 1 giờ trước về cái kế hoạch mà niêm yết của là Onnet, thì mình cũng cập nhật ngay cho bạn biết được cái nội dung bên trong. Thứ nhất là chào mọi người này. Chúng tôi thực hiện Onnet Tap Tap với mục tiêu ban đầu là phát triển người dùng cho hệ sinh thái của Onnet, và chúng tôi đã phát hiện ra đây là một kênh tuyệt vời để mở rộng hệ sinh thái Onnet ra toàn thế giới. Chúng tôi xin cảm ơn toàn thể cộng đồng đã đồng hành và hỗ trợ chúng tôi trong suốt 3 tháng vừa qua, đó là khoảng thời gian tăng trưởng tuyệt vời của Onnet. Chúng tôi đã nhắc đến trong các thông báo trước đây rằng niêm yết sẽ diễn ra vào tháng 9, 2024. Tuy nhiên, việc hoàn thiện sản phẩm Onnet Support Trading và kết hợp với Web In App phục vụ người dùng toàn thế giới chưa hoàn thành kịp tiến độ này. Nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đã rất tiếc phải thông báo rằng ONX sẽ rời lịch niêm yết cho tới khi hai sản phẩm này hoàn thiện, dự kiến sẽ vào tuần cuối của tháng 11. Dự kiến là vào cái tuần cuối của tháng 11. Việc hoàn thành Support Trading và Web Add-in App là vô cùng quan trọng để giúp cho việc niêm yết ONX được thuận lợi và giúp cho tất cả người dùng có thể rút ONX và giao dịch mua bán ONX trên sàn giao dịch của Onnet. Hiện tại mới chỉ có là 5% được rút này, một con số rất nhỏ so với tổng số người dùng gọi là Onnet. Chúng tôi mong muốn là 100% người dùng thực sự có thể rút được Onnet và giao dịch trên nền tảng. Đây sẽ là một bước nhảy vọt cho hệ sinh thái cộng đồng gọi là Onnet và Onnet Holder. Ngoài ra, thời điểm hiện tại có rất nhiều ứng dụng khác ở trên Telegram và lượng người dùng lớn hơn ONX. Do vậy, việc niêm yết ngay lúc này không mang lại lợi ích cho Onnet Tap Tap. Việc niêm yết cũng đồng nghĩa với việc là kết thúc mở rộng người dùng mới cho Onnet. Điều đó không có lợi cho toàn bộ hệ sinh thái khi chúng ta đã có hơn 7 triệu người dùng và số con số này vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Việc kéo dài niêm yết tất nhiên sẽ có thể ảnh hưởng tới việc lạm phát ONX. Chúng tôi hiểu điều đó, tuy nhiên ONX vẫn đang có doanh thu để đảm bảo thanh khoản cho niêm yết, check-in, này, farming, xem quảng cáo và nhiều tiện ích sớm là ra mắt. Chúng tôi cũng sẽ giới hạn số lượng tối đa để kiếm từ một số tính năng thụ động để không có chênh lệch quá lớn giữa các người dùng, đặc biệt là có thể thêm cơ hội cho người mới, cụ thể là thiết lập lại cái hạn mức mà thưởng hoa hồng giới thiệu là tối đa 10 triệu ONX trên một người dùng, thu hồi lại toàn bộ cái ONX khi mà những tài khoản mà cheat bot ảo này, thu hồi lại ONX từ các tài khoản ảo này, giới hạn một số tính năng như là earn thụ động ONX và một số hành động cần thiết khác mà chúng tôi sẽ thông báo sau. Chúng tôi rất tiếc vì khiến mọi người phải chờ đợi thêm. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi này, mọi người vẫn có thể tiếp tục là earn được ONX từ tab này, farming và những cái nhiệm vụ như là check-in. Và bạn vẫn có thể là cash out được đồng ONX này thông qua các chương trình 5 pool mà chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai trên hệ sinh thái của là Onnet. Chúng tôi đang làm việc với các dự án, dự kiến sẽ có từ 5 đến 10 dự án năm pool nữa được triển khai cho tới khi là ONX chính thức là niêm yết. Rất mong được sự cảm thông và thấu hiểu từ cộng đồng, hãy tiếp tục ơn này ONX và tham gia năm pool và đón chờ ngày ONX chính thức được giao dịch. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trần Chiến, CEO của là Onnet. Thì đây là toàn bộ thông tin mà di rời cái ngày niêm yết của là ONX thì dự kiến là vào cuối tháng 11. Theo như cái bài viết này thì các bạn sẽ hiểu là dự án muốn là thêm người dùng mới từ nhiều quốc gia và cũng muốn là cạnh tranh với những cái ứng dụng mini mining ở trên bot Telegram đấy. Còn nếu như mà niêm yết trong lúc này thì nó bị hạn chế cái người dùng mới
thì cũng không phải là một cái điều tốt cho hệ sinh thái của OneNote. Thì mình cũng đã cập nhật qua cho bạn biết được cái lịch trình niêm yết mới của là dự án OneNote với cái mã thông báo là ONX. Còn bây giờ mình xin gửi đến các bạn là video. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Mình xin chào bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cả video sau.